cô Loan, cô Loan à, em tưởng con bé cô Loan là người tới đi. Ăn xong là tụi bay qua nè, không được nghe chưa? Đi trấu mà. Nếu như thế thì chia ra. Thì mua bên đi, đi, nhiều người rồi á, nãy không có ai luôn. Mắt mà còn ngủ trưa. Nằm ra nó ngủ. Răng không ai? Em ngủ là không mập ghê lắm. Để mình nằm bên đây nè. Đừng có đi trốn. Chị thấy mũi vẫn có đó nè. Cái con mũi muốn lạ dưới chân á. Để kệ không sao.
thường nó nặng nhẹ thằng từ xin nó mụn thì chịu chỉ não đi. Nhiều quá. Ừ, ít thì thôi. Chết mình đau luôn á. Kiếm cái cục mũi. Chứ còn muốn rạng nãy giờ luôn á. Con mới dưới chân chị, cái vần vần bên chỗ ly nữa.